Những hôm trước thì tôi đã xàm xí về nhiều cái chung chung rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một hoặc một vài nhân vật bí ẩn gần nhất trong thế giới Genshin. Chỉ sau sự mất tích kỳ bí của một số nguyên thạch tôi tích khi mở banner lôi thần, đó chính là những kẻ đổ bộ. Và chào mừng đến với lớp học trở thành kẻ đổ bộ. Như mọi video mang mác XL khác, lưu ý bài viết này sẽ bao gồm nhiều tình tiết trong cốt truyện chính của tựa game và nhiều giả thuyết mang tính xăm lôn của đứa viết bài. Nên là nếu anh em nào nhạy cảm với những giả thuyết thì em gì không khuyến khích xem nhá. Nếu không còn vướng mắc gì nữa thì còn chờ gì, chúng ta cùng bắt đầu giờ học thôi. Một, khái niệm định nghĩa. Khái niệm mới kẻ đổ bộ được tung ra trong patch 3.3 đã khiến những game thủ đam mê nghiên cứu cốt truyện Genshin Impact hết sức hào hứng bàn luận. Tuy nhiên, số lượng thông tin về các nhân vật bí ẩn này vẫn còn rất hạn chế. Đọc quyển Kho tàng Vương quốc đêm trắng, ta biết được rằng vào thời gian kẻ thứ hai xuất hiện, xảy ra một cuộc chiến siêu to khổng lồ. Sau đó, qua cuộc trò chuyện với Skurt thì ta lại biết chính kẻ đổ bộ thứ ba là nguyên liệu chính để rèn ra Gnosis. Ở cốt truyện ở Sumeru, cụ thể là qua Nahida, chúng ta biết được rằng kẻ đổ bộ được định nghĩa là những thực thể từ thế giới khác, và chúng ta mới chỉ biết được rằng trong lịch sử của Thevat đã có 4 kẻ đổ bộ xâm nhập vào thế giới này, và nhà lữ hành là người thứ tư, nhưng người anh em song sinh còn lại thì không phải là kẻ đổ bộ. 2. Một vài biểu hiện của kẻ đổ bộ. Vậy điều đã khiến cho một người ngoài hành tinh trở thành một kẻ đổ bộ? Phần này tôi cũng đã phân tích ở video Băng Thần và Gnosis rồi, nhưng vì mục đích của bài học này nên tôi vẫn sẽ nhắc lại. Điều đầu tiên mà kẻ đổ bộ cần phải có là người ngoài hành tinh, một người đến từ một thế giới khác. Điều này được Nahida khẳng định trong cốt truyện Ma Thần 3.3. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trong những yếu tố cần để được nhận định là một kẻ đổ bộ. Những người ngoài hành tinh hoặc từ bên ngoài đến chưa chắc đã là kẻ đổ bộ đâu. Lấy ví dụ như trường hợp của anh em song sinh của nhà lữ hành vậy. Dù có huyết thống với nhà lữ hành, nhưng thông tin của người anh em lại bị cây Iminso nhận định là không phải kẻ đổ bộ. Hay trường hợp khác là Aloy, chị này thì đúng kiểu sang Thevat xong trở thành kẻ bị lãng quên luôn, chứ kẻ đổ bộ hơi yếu. Yếu tố thứ hai tạo nên kẻ đổ bộ được nhắc đến trong câu chuyện của hội Nazik Senkun. Trong một ghi chú nghiên cứu có ghi, không phải ai đến từ nơi khác, thế giới khác cũng là kẻ đổ bộ. Danh hiệu đó chỉ thuộc về người có ý chí có thể thách thức cả thế giới. Ý chí mà có thể bảo vệ thế giới, duy trì thế giới, hủy diệt thế giới và tạo ra thế giới. Nói đơn giản thì kẻ đổ bộ là kẻ có sức mạnh gây ảnh hưởng lớn đến thế giới thông qua sự sáng tạo, duy trì, bảo vệ hoặc hủy diệt. Do đó, thiên lý được coi là kẻ đổ bộ chính, vì họ có nguồn gốc xuất thân từ bên ngoài và đã tạo ra thế giới của Thevat. Nhắc đến sự hủy diệt có thể thấy qua trận đánh của vị đầu tiên khi vị thứ hai xuất hiện. Đây là do sách ghi lại muốn tôn trọng vị thần của họ, chứ với tôi thì thích cách gọi của Nahida và Fatui, kể cho nhanh. Trận đánh này thì được người Enkanomiya miêu tả bầu trời đảo điên, mặt đất rạn nứt và khiến cho cả một vùng đất Enkanomiya trở thành dân Atlantic. Nếu anh em nghĩ tại sao kẻ đổ bộ như nhà lữ hành có khả năng chấp cả một thế giới lại bị vợ của Osayo one shot thì cũng dễ hiểu thôi. Chắc chắn là vì tài khoản sức mạnh hay dùng của nhà lữ hành đã bị vị thần lạ mặt khóa rồi. Giờ mới lập ác mà lại cay chay nên là cũng hơi vất để đấm với boss. Hoặc là vì anh chỉ dành sân khấu cho vợ sân hair của tôi thôi. Nhân tố cuối cùng để trở thành một kẻ đổ bộ cần phải sử dụng được sức mạnh nguyên tố mà không cần sự trợ giúp của thứ khác. Phân tích về nhà lữ hành và Gnosis. Nhà lữ hành có thể sử dụng được sức mạnh nguyên tố một phần vì kịch bản bảo thế, một phần vì bản chất của hai anh em họ là những ngôi sao. Lumen có nghĩa là thắp sáng, còn Ether trong thần thoại Hy Lạp là sự nhân cách hóa của bầu trời. Về cơ bản, hai anh em song sinh có mối liên kết chặt chẽ với ánh sáng ở Thevat bằng bố của bảy màu aka hệ nguyên tố theo giả thuyết xăm lờ mấy ngày hôm nay. Còn Gnosis aka kẻ đổ bộ thứ ba, theo phân tích ở video Gnosis và băng thần thì có khả năng triệu hồi sức mạnh của nguyên tố khác, bất kể là người dùng hệ khác hệ với Gnosis. Điển hình là Nahida sử dụng Gnosis lôi để tăng sức mạnh, triệu hồi một lượng lớn sức mạnh thảo. Điều này khả năng cũng áp dụng với vị đầu tiên. Thiên lý, người có khá là nhiều danh hiệu khác như kẻ xoán ngôi, Phên. Trong thần thoại Hy Lạp, Phên không chỉ là thần tạo hóa mà còn là thần ánh sáng. Theo quy luật của Tây Vát thì suy ra luôn, ông ta có khả năng thích ứng với cả 7 nguyên tố. 3. Khả năng của kẻ đổ bộ. Mang trong mình khả năng cộng hưởng với các nguyên tố khác mà không cần vật ấn định như Vision, nên kẻ đổ bộ có thể sử dụng tất cả các loại nguyên tố mà họ đã nhận. Điều này thể hiện rõ nhất khi nhà lữ hành đấm nhau với Tri, dùng hai hệ cùng lúc để va nhau, hay trong lần gần nhất là từ hệ thủy chuyển qua hệ nham trong nháy mắt để chặn đá lở. Sau khi làm với các nguyên tố khác trong Genshin thì tôi nghĩ đây là một loại tính năng của nguyên tố khác dựa vào sức mạnh của tình bạn, cụ thể hơn là sức mạnh của niềm tin. Với sức mạnh này, khả năng cao không chỉ kẻ thứ một có mà kể cả anh em song sinh của nhà lữ hành cũng sở hữu, hoặc là do người anh em đó không bị phong ấn sức mạnh. Nhà lữ hành và Gnosis thì tôi cũng đã phân tích ở video trước. Giờ hãy chuyển sang vị đầu tiên. Ông có khả năng tạo ra 4 cái bóng phát sáng. Với khả năng khác biệt nhưng những chiếc bóng này vẫn có đủ khả năng tác động đến Thevat, điển hình là thần thời gian. Trong video trước thì phần này có lẽ là phần khó giải thích nhất rồi, nhưng video này thì tôi vẫn gắn mác nó là khó hiểu và Salmon.
Với cơ bản thì kẻ đổ bộ với khả năng sáng tạo hủy diệt thì hoàn toàn có quyền quyết định xem nền văn minh có đáng để giữ lại, bảo vệ hay không. Nói cách khác là Rise of Kingdom sau khi thu thập đủ 7 nền văn minh đạt được 50 triệu điểm sức mạnh vậy. Từ việc phân tích cách hoạt động của Gnosis và cuộc hành trình tự nguyện bắt buộc của nhà lữ hành thì có thể thấy được một nhận định là kẻ đổ bộ thì phải ngồi lên ngôi, gần với cách New Village nắm quyền với Fontaine. Phải sau khi chiếc ghế thủy thần biến mất thì mới có lại toàn bộ sức mạnh, thì kẻ đổ bộ, cụ thể là nhà lữ hành, phải đi theo lối chơi True Pacifist thì mới đạt được True Ending. Tôi khá chắc lối chơi của kẻ thứ ba là Genocide, tại có mỗi ông này bị. 4. Giả thuyết với các kẻ đổ bộ. Trong tất cả các kẻ đổ bộ mà tôi thấy thú vị nhất đó là kẻ đổ bộ thứ ba, bởi vì đó là người mà tôi chưa thấy bao giờ và cũng ít thông tin nhất. Tuy nhiên, trong phần dưới đây, tôi sẽ đi Sam Cút, miêu tả về vị thứ hai trước để có thể loại dần khả năng, rồi đến những người thú vị sau. Món ngon thì bao giờ cũng phải để phần cuối, đúng không? Dựa theo cuốn hoặc cục đá kho tàng vương quốc đêm trắng, tôi sẽ nhận định rằng kẻ đổ bộ là Fen. Cũng từ cuốn sách đó, ta biết được rằng chính Fen đã tạo nên 4 chiếc bóng phát sáng của bản thân. Tuy nhiên, chính cụm từ chiếc bóng phát sáng vốn dĩ là một nghịch lý. Theo định nghĩa, bóng được hình thành do sự cản trở của nguồn sáng dẫn đến việc thiếu ánh sáng. Mặt khác, phát sáng ngụ ý là sự tỏa ra nguồn sáng. Vậy cụm từ bóng phát sáng không thể nào cùng tồn tại. Trong phần miêu tả của ánh sao trong vắt có ghi: ai có thể giam cầm ánh sao chứ? Những gì lưu lại chẳng qua là cái bóng mà thôi. Điều này ngụ ý rằng những chiếc bóng này ban đầu là những sinh vật ánh sáng hoặc thiên thể. Vào thời điểm Fen đến Tevat, lúc đó đang được cai trị bởi rồng, rồi mới sinh ra 4 chiếc bóng. Vì vậy, chính họ cũng là những người ngoài hành tinh. Họ vẫn chỉ là những chiếc bóng vì đã bị giam cầm bởi Fen. Lấy ví dụ là vị thần lạ mặt, người duy trì luật lệ, có khả năng cao thần không gian là một cặp với Istaroth, thần thời gian. Có thể thấy sức mạnh của vị thần lạ mặt xuất hiện dưới dạng ánh sáng vàng rực rỡ, tuy nhiên nó có vẻ bị hấp thụ bởi bóng tối cùng với cánh tay bị nguyền rủa bao phủ trong màu đen. Nguyên tố màu đen này là thế lực giam cầm sức mạnh mà ánh sao trong veo nhắc tới. Vì thế mà cô ấy không thể tỏa sáng và bị bó buộc với vai trò của một cái bóng và là một vị thần duy trì thiên lý. Quay trở lại với cốt truyện hội Nazik Sengun, một trong những khả năng của kẻ đổ bộ có sự duy trì, thứ mà cũng được nhắc đến khi người ta viết ra kho tàng vương quốc đêm trắng, miêu tả quyền hạn của 4 chiếc bóng. Những chiếc bóng này tương ứng với sự sống, cái chết, thời gian và không gian, tượng trưng cho 4 món thánh di vật mà nhân vật sử dụng ngoại trừ vương miện đại diện cho Fen. 4 yếu tố này cũng đều là những yếu tố quan trọng trong việc duy trì trật tự của thế giới. Những chiếc bóng này tôi giả thiết cũng được gọi là kẻ đổ bộ thứ hai và họ đến với Tevat với tư cách là nhóm và tiếp tục duy trì luật lệ của vị thứ nhất. Chẳng phải kẻ thứ hai đến và có một cuộc chiến xảy ra hay sao? Cái này thì có thể giải thích như thế này. Trong cuốn Kho tàng Vương quốc đêm trắng, cụ thể người ta viết: vị thứ hai đến phẩy, dường như cuộc đại chiến vào thế giới mới được tạo ra lại sắp sửa diễn ra. Nói không nêu cụ thể là vị thứ nhất và vị thứ hai hẹn nhau ở cổng trường, mà là vị thứ hai xuất hiện rồi mới có cuộc chiến nổ ra. Khoan, nghe trùng hợp phết. Vậy nếu nó thực sự là vị thứ hai, ở đây thì tôi cho là 4 cái bóng đã tuyên chiến với Fen thì lý do là gì? Giải thích đơn giản thì là vì sự tự do, nhưng kết cục thì ai cũng rõ, vị thứ nhất vẫn nắm quyền. Có lẽ vì thế mà 4 chiếc bóng quay trở lại với MU và sống qua ngày. Sở dĩ giả thuyết này vẫn có thể là hợp lý là vì trong câu chuyện Vision của New Village có kể lại, để trấn áp sự bất mãn và oán hận của thế giới, kẻ xoán ngôi ấy đã cùng kẻ đến sau tạo nên Gnosis. Bro, chỉ có một lý do người khiến kẻ đến sau quay lại bắt tay với người đấm nó thì chỉ có thể là bố con hoặc là họ có tinh thần thượng võ thôi. Vẫn còn khá khó để có thể xác nhập kẻ đến sau và kẻ đổ bộ thứ hai là một. Nhưng vào thời điểm thế giới mới được tạo ra, ngoài những con dân của 7 vị đại vương và kẻ đổ bộ thứ nhất và thứ hai ra thì gần như không còn ai nữa, nên tạm thời tôi sẽ cho là hai khái niệm này giống nhau. Phân tích kẻ đổ bộ thứ ba. Cuộc tranh luận về kẻ đổ bộ thứ ba đã nổ ra rất lâu trong cộng đồng người chơi Genshin, bởi vì thực sự mà nói những gì chúng ta biết ở hiện tại về hắn ta là rất ít, nên có ứng viên được liệt vào diện tình nghi là vua rồng Nibelung. Với ứng cử viên này, lúc đầu tôi nghĩ hắn chính là kẻ đổ bộ thứ hai, nhưng sau khi câu chuyện Vision của New Village được mở ra thì điều này lại trở nên vô lý, vì chính vua rồng đã phải sang thế giới khác để luyện tập trở nên mạnh hơn với mục đích là trả thù, nhưng lại đi bắt tay để cân bằng thế giới cùng với kẻ đuổi mình đi thì khó xảy ra lắm. Tiếp nối với Vision của New Village, New Village gọi một cuộc chiến long trời lở đất là đại chiến báo thù, và hậu quả của nó để lại đã khiến cho cỗ máy của kẻ xoán ngôi bị phá hủy, không thể áp chế trật tự của thế giới được nữa. Vì thế kẻ đuổi rồng đi đã rủ đàn em của mình cúc kẻ thứ ba để có thể lấy lại uy quyền như trước. Với giả thuyết trên thì tôi cho rằng tên xoán ngôi aka Fen và kẻ thứ hai aka 4 chiếc bóng đã cùng nhau bắt tay xử kẻ thứ ba, sau đó sử dụng phần sót lại để tạo nên Gnosis. Mà các ông biết trong game ai có mối thù cay nhất không? Là Hatsi ư? Tất nhiên là không rồi, vì phần này là về vua rồng Nibelung. Theo câu chuyện mà Apep kể cho chúng ta nghe, Nibelung đã bị đánh bại khi Fen mới đặt chân đến Tevat.
Quá cay cú khi thua một kẻ ngoại đạo, Nibelang tự tìm đến sức mạnh bóng tối để trả thù. Với các bài phân tích trước thì khả năng Nibelang cũng nhận được kỹ năng biến hình và cũng bị biến hóa từ kẻ nội địa thành ngoại địa vì thời gian phên ở Thevat đã thuần hóa mọi thứ, biến của riêng thành của chung. Đất của Nibelang đã không còn của ông nữa, nên Nibelang về căn bản là mất nhà, lại bảo không cay đi. Vì thế khi quay trở lại, tất cả những gì Nibelang còn lại ở trong đầu đó là Vengeance. Đéo tin. Apep còn kể thêm về trận chiến khi Nibelang quay lại, một cuộc chiến không tưởng xảy ra ở Thevat, gây ra sự hủy diệt với quy mô chưa từng có, khiến thế giới trên bờ vực sụp đổ. Điều này lại càng khẳng định cuộc chiến khi vị thứ hai xuất hiện và cuộc chiến này đó là một. Và nó lớn đến nỗi cả phên, thần thời gian, thần không gian cũng không thể nào cứu vãn được những người dân vô tội, khiến họ chìm sâu xuống biển sâu. Khả năng hủy diệt, khả năng duy trì, vẫn duy trì tốt với những con rồng khác, khả năng bảo vệ, mất khi gặp phên, khả năng tạo hóa, chưa biết. Sở hữu 3/4 tiêu chí, một ý chí trả thù mạnh mẽ, cũng bởi vì là vua của loài rồng nên Nibelang cũng có những đặc điểm độc đáo của loài rồng, tương thích với nguyên tố. Tôi khá chắc kèo Nibelang chính là một kẻ đổ bộ, và cụ thể là thứ 3. Ngoài ra, rồng còn có khả năng tái sinh, minh chứng là ngài Nivellet được tái sinh dưới dạng con người. Chính vì biết được điều này nên kẻ đổ bộ đầu tiên đã phải tạo ra Gnosis như một cách để ngăn chặn sự tái sinh này. Nếu giả thuyết này là thật và kết hợp với ý định của băng thần ở video trước của tôi, thì về căn bản băng thần thực sự sẽ triệu hồi một con Seron, nhưng mà màu khác, vì xanh lá là hệ thảo rồi và cũng không thể ước được, mà chỉ có Vengeance mà thôi. Về những viên khác thì tôi cũng muốn viết lắm, nhưng những viên này lại bị chặn họng bởi chính quả bom thông tin Scurf và Nuvillette. Khi cô nói rằng xác của kẻ thứ ba bị đem ra làm Gnosis, điều này cho thấy rằng các ứng cử viên phải xuất hiện trên Thevat trước cuộc chiến mặt thần. Vậy cái thời tiền sử đấy, ngoài Dông Ly 6k tuổi ra thì những nhân vật khác không hề có gì để chắc chắn rằng họ sinh ra trước trận chiến. Vì căn bản trận chiến kéo dài bao lâu thì ta cũng không rõ. Ứng cử viên đã từng sáng giá nhất cho giả thuyết này là người anh em song sinh của nhà lữ hành. Nhưng khi anh em đặt chân đến Thevat lại là lúc thảm họa đang hoành hành, tức là khoảng 500 năm về trước, tức là rất lâu sau vụ của Gnosis. Kể cả có sử dụng giả thuyết quay ngược thời gian thì cũng khó giải thích được tại sao vị thần nguyên thủy lại chọn cách làm đấy. Bởi nếu là vậy thì ý nghĩa của cuộc hành trình mà Lumine phải nhận là gì? Liệu Lumine đã đi sai nước nên mới bị lưu lại lịch sử trình duyệt? Vẫn còn rất nhiều những bí ẩn xoay quanh nhà lữ hành và cuộc hành trình này, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải đợi những phiên bản sau để có thêm lỗ hổng để múa bút thôi. Dù sao thì cái thời khỉ ho cò gáy đó chỉ còn có mấy ông lớn chơi với nhau thôi. Những cá thể bình thường nhưng không tầm thường như nhà lữ hành thì hơi non. Một cục là nằm như thế cơ mà. Và lớp học kẻ đổ bộ 101 đến đây là kết thúc. Hãy like và share nếu thấy nội dung hay. Còn nếu anh em thấy những thông tin này còn khai thác được thêm điều gì nữa, hoặc là tôi còn thiếu gì thì hãy comment xuống bên dưới. Và các bạn muốn tôi làm thêm về chủ đề khác thì đừng quên để lại comment, subscribe nếu như đây là lần đầu bạn đến với MG. Cảm ơn các bạn đã dự giờ tiết này của lớp tôi. MG Gaming mang cho tôi số ghi đầu bài lên cái.